Tuần vừa rồi, chúng ta đã được theo dõi vòng thi đối mặt của hai ứng viên Phạm Hoài Nam và Nguyễn Thụy Ngọc Nhi. Là những người làm về marketing, Hoài Nam và Ngọc Nhi đã có màn tranh biện đầy thú vị về chủ đề quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng, đó là một công cụ rất hữu ích để làm marketing. Mình nên phân biệt rạch ròi giữa hai cái phạm trù. Thứ nhất là quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi, thứ hai là quảng cáo sai sự thật. Họ càng thông minh thì chúng ta làm marketing phải càng tinh tế. Đa phần những sản phẩm đều có một cách để khai thác về nỗi sợ. Chúng ta nghe là bệnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là chúng ta uống thuốc vì chúng ta sợ việc bệnh. Chỉ có một người được lựa chọn vào vòng trong, hãy cùng xem đó là ai. Cho ngày mới đầy năng lượng. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cơ hội cho ai Who's Gen mùa thứ 5. Và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thông thường thì chúng ta sẽ trải qua độ khoảng 2 hay là 3 lần nhảy việc thì chúng ta sẽ tìm được ra công việc phù hợp của mình. Còn nếu mà với ai mà cứ nhảy mãi mà vẫn không thấy công việc nào phù hợp thì đôi khi vấn đề lại nằm ở chính bạn. Và chương trình Cơ hội cho ai này ngoài trao cho các bạn cơ hội công việc thì đôi khi còn giúp các bạn nhìn nhận được lại chính bản thân mình để biết đâu là vấn đề của bản thân mình để tìm kiếm các cơ hội trong tương lai. Chúng ta chào đón sự có mặt của 6 sếp trong Cơ hội cho ai. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing Andy, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Tại DST chúng tôi có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách. Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngừng tiến bước, nắm bắt xu thế dẫn đầu. Không ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang.
từng bước chinh phục địa hạt điện ảnh. Miệt mài lao động tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược Sĩ Tiến. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Tại Local, chúng tôi tập trung tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ số để giúp người dân trải nghiệm những cái chuyển đổi số về cuộc sống của mình một cách dễ dàng và cũng giúp để giới thiệu những điều hay nhất của Việt Nam ra thế giới. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên là chắc chắn nó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DS Food rất đơn giản. Mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Cơ hội cho ai và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DS Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Bạn ủng hộ hay phản đối chiến dịch quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng? Bản thân em ủng hộ việc quảng cáo dựa trên nỗi sợ. Ví dụ như chúng ta thấy những cái loại quảng cáo nó đánh vào cái sự khan hiếm, làm cho khách hàng sợ là mình không có khả năng để sở hữu nó. Chúng ta có thể đánh vào tâm lý khách hàng với những cảm xúc, mà cảm xúc càng ấn tượng, càng nổi bật thì khách hàng sẽ càng nhớ. Chúng ta nghe là bệnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là chúng ta uống thuốc vì chúng ta sợ việc bệnh. Cái quảng cáo đánh vào nỗi sợ hãi sẽ hiệu quả trong nhóm người tiêu dùng nào? Thực sự thì chúng ta phải biết là người tiêu dùng hiện tại họ rất thông minh. Họ càng thông minh thì chúng ta làm marketing phải càng tinh tế. Mình có thể đánh vào những người ở những tầng lớp có thể nói là ít học một xíu. Đa phần những sản phẩm đều có một cách để khai thác về nỗi sợ. Ví dụ như quảng cáo Ferrari có đánh được vào nỗi sợ hay không? Dạ có. Em nghĩ là có thể là một nỗi sợ về sự an toàn chẳng hạn, hoặc là về tốc độ. Anh chắc chắn anh dám khẳng định là không bao giờ họ đi theo hướng là quảng cáo dựa trên nỗi sợ à? Không. Có chứ. Tại vì mọi người đôi khi suy nghĩ là sợ nó là cái gì đó rùng rợn thôi. Sợ không sở hữu được chiếc xe đó đó. Đó là limited 10 chiếc trên thế giới là nỗi sợ hãi. Bất kỳ quảng cáo nào cũng dựa trên một sự sợ hãi nào đấy. Xin mời các sếp sẽ chọn ra một ứng viên để bước vào vòng chinh phục. Xin mời các sếp. Tuần trước thì chúng ta đang dừng lại ở phần là công bố kết quả bình chọn của hai ứng viên, đó là bạn Hoài Nam và bạn Ngọc Nhi. Hai bạn đã có một phần tranh biện hết sức sôi nổi. Các sếp cũng hỏi các bạn rất kỹ và cuối cùng chúng tôi cũng buộc phải chọn ra một người để đi vào vòng sau, mặc dù công việc lựa chọn này cũng rất khó khăn. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi kết quả của phần bình chọn. Xin mời. Vâng, 6 trên 7 phiếu là dành cho bạn Phạm Hoài Nam và 1 trên 7 phiếu dành cho bạn Ngọc Nhi. Tôi nghĩ là việc mình trả lời đầu tiên cũng là một cái lợi thế trong việc là mình có thể truyền tải được đầy đủ những cái thông điệp trong cái vấn đề mà ban tổ chức đưa ra. Mình khá là tiếc, nhưng mà rõ ràng là nếu như ai là người trả lời trước thì sẽ có lợi thế rất là nhiều với chủ đề này. Khi mà bạn đối thủ được chọn trước thì lúc đó mình đã cảm thấy là chết rồi. Chắc là cơ hội này nó không dành cho mình. Và tôi trình bày cái vấn đề theo những cái khía cạnh về mặt tích cực, về mặt tiêu cực. Và đồng thời tôi đã đưa ra một cái kết luận nó rất là rõ ràng. Vì thế mà tôi nghĩ là các sếp đã lựa chọn mình. Khi mà bạn trình bày trước rồi thì lúc đó mình trở nên lúng túng rồi. Và khi mà mình muốn phản biện lại thì giống như mình đang tự phản biện lại những cái mình đã chuẩn bị á. Nên là lúc đó mình bối rối và mình tự đặt cho mình những cái câu hỏi. Và bản thân mình cũng thấy là mình cũng biết mình đang hỏi cái gì. Nên là mình thấy mình khá là tiếc cho cái phần phản biện ngày hôm nay. Em có muốn chia sẻ gì thêm không? Hôm nay em đến được với chương trình này thì đó đã là một sự bước ra khỏi vùng an toàn của em rồi. Nên là cho dù là em có thể bước tiếp hay không thì em cũng đã rất tự hào với bản thân mình. Và cảm ơn em đã đến tham dự chương trình. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Dạ. Em rất xứng đáng để bước vào vòng chinh phục. Nhưng trước khi đến với vòng chinh phục cùng với bạn Hoài Nam
thì bạn Hoài Nam có một món quà gửi tới các sếp cũng như là quý vị khán giả. Món quà này có liên quan đến dòng cuối cùng trong phần giới thiệu của bạn đấy, đó là biết chơi đàn tranh và hát cải lương. Còn cụ thể như nào, xin mời quý vị và các sếp cùng theo dõi. Tôi có một niềm đam mê, yêu thích bộ môn cải lương của dân tộc. Hiện tại Gen Z còn ít người được biết đến, nhưng mà nó có những cái giá trị về văn hóa, về giáo dục và tính truyền thống rất là cao. Tôi rất là yêu thích cái bộ môn này. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm, mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kính từ hôm nào. Tôi giác đôi chiêu bông từ dưới ghê lên xóm rầy. Chiếc áo nhuộm bùn đã lắm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông. Bỗng có dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thảm. Em chọn bài này là vì em thích cái bài này trong các làn điệu cải lương, hay là vì cái bài này nó liên quan đến nghề marketing của em? Em được nghe cải lương từ nhỏ một cách thụ động. Khi mà ở chung với ông bà và bố mẹ thì cũng thường xem cải lương trên TV. Thế thì em cũng nghe, và ban đầu thì cũng chả hiểu gì cả. Và em nhớ đây là một trong những cái bài hát đầu tiên mà em được nghe khi mà còn nhỏ. Và tới bây giờ thì em vẫn rất là thuộc và rất là thích bài nó. Bài này là bài Tình Anh Bán Chiếu, một sáng tác của cố nghệ sĩ nhân dân Biển Châu. Bạn đã có tình huống nào giống giống Tình Anh Bán Chiếu này chưa? Em nghĩ là chắc là chưa, nhưng mà về những cái trường hợp này thì em cũng đã gặp ở xung quanh, theo kiểu là những cái mối tình nó vụn vỡ, nó chia ly và để lại một người ở lại, thì em cũng rất là đồng cảm với nhân vật ở trong cái bài hát này. Tôi nghĩ thế này, khi chúng ta trải nghiệm những cảm xúc thông qua những tác phẩm nghệ thuật, xem một bức tranh, xem một bộ phim, hát một bài hát, cũng là cách để chúng ta đưa những cái trải nghiệm của mình về với những cảm xúc đấy. Còn bây giờ bạn sẽ phải đến một phần quan trọng hơn, đó là phần chinh phục các sếp của chúng tôi. Thưa quý vị, bạn Hoài Nam đã rất xứng đáng để bước vào vòng chinh phục với 6 trên 7 phiếu bình chọn cho bạn. Và ngay sau đây, bạn sẽ đưa ra mức lương kỳ vọng trong chiếc vali bí mật này. Mời em. Rồi, thông tin đã lưu. Bây giờ thì xin mời bạn trở lại sân khấu để chinh phục các sếp của chúng tôi. Xin mời bạn. Trước đây bạn làm một tập đoàn dầu ăn hàng đầu thế giới. Bây giờ bạn chuyển sang công ty chứng khoán. Thì hai tệp khách hàng có liên quan tới nhau không? Đối tượng của cái công ty cũ của em về bên mạng hàng tiêu dùng nhanh, phần lớn người mua hàng chính của họ chính là những cái người nội trợ. Có một vài phân khúc nữa đến là khách hàng về chủ nhà hàng Horeca.
Còn với cái ngành về tài chính hiện tại em đang làm thì đối tượng của họ thì thường sẽ là những người nhà đầu tư. Họ có cái nguồn vốn nhàn rỗi và họ có nhu cầu đầu tư để mà gia tăng cái nguồn lực về tài chính của họ. Thì đâu đó em thấy là nó cũng có một cái sự giao thoa nhỏ ở giữa hai cái đối tượng này. Tuy nhiên thì em thấy là trong quá trình mà mình làm á, thì về tâm lý, về insight, về sở thích của khách hàng thì nó ở hai cái lĩnh vực này nó tương đối là khác nhau. Và cái kinh nghiệm ở bên tập đoàn Dầu Ăn có áp dụng được bên chứng khoán không? Em thì đặt ra mình một cái mục tiêu là luôn phải đổi mới, sáng tạo và phải thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Và đó cũng là lý do tại sao mà em chọn một cái lĩnh vực mới, nó có vẻ là hơi khác so với cái lĩnh vực cũ, để mình trải nghiệm bản thân mình mà học hỏi được nhiều hơn. Và ở cái công ty cũ thì em sẽ thường là làm về các lĩnh vực về branding, về tổ chức sự kiện hoặc là sponsorship. Còn ở công ty mới thì em sẽ tập trung nhiều hơn vào quan hệ công chúng, về digital marketing hoặc là triển khai những cái chiến dịch tiếp thị. Anh muốn em chia sẻ với cái thành tích của em trong cái quá trình em làm việc ở công ty về FMCG. Cái thành tích này nó có giúp cho doanh nghiệp, cho công ty của em tăng được doanh thu không? Bên mảng FMCG cũ của em thì em chuyên về branding. Thật ra thì cũng rất là khó để có thể là quy ra được một kết quả giữa việc làm branding để mà đưa ra một con số cụ thể. Nhưng mà ở trong công việc cũ thì em đã có triển khai những cái chiến dịch để làm sao đưa cái sản phẩm của em đến gần hơn với những cái đối tượng mục tiêu. Ví dụ như là những cái người trẻ họ thêm hiểu nhận thức hơn về vai trò, tác dụng của những cái loại dầu ăn đối với sức khỏe của họ như thế nào. Những cái đối tượng là khách hàng Horeca thông qua những cái chương trình sponsorship, những chương trình tài trợ của em như vậy. Thì nó cung cấp cho em những cái kinh nghiệm ở cái môi trường cũ. Nếu như mà em làm tập trung về branding mà em không tăng được doanh thu thì em có gia tăng được những cái chỉ số gì không? Tại vì anh thấy ở đây em làm rất nhiều cái thương hiệu nổi tiếng. Dạ thì thật ra thì cái công việc đó em phải chia sẻ cụ thể là nó cũng không có nhiều những cái KPI mà có thể đo lường được. Khi mà làm branding hay những chương trình tài trợ thì chủ yếu nó sẽ đến từ với là cái số lượng người tham dự chương trình, số lượng người tham dự sự kiện và mức độ mà mình reach được đến được bao nhiêu người. Cũng không có một cái con số cụ thể là nhận diện thương hiệu của mình đã được tăng được bao nhiêu hay là mình tiếp cận, mình sell được bao nhiêu vân vân. Tại vì anh thấy ở đây là em là gồm cả sản xuất và truyền thông các nội dung marketing, quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông nội bộ, kênh bên ngoài của tập đoàn, chứ không phải chỉ làm mỗi tổ chức sự kiện hay làm những cái hoạt động offline. Thì rõ ràng là phải có những chỉ số nhất định để đưa ra. Cái này anh thấy nó đang hơi mâu thuẫn. Cái công ty này là một cái tập đoàn FMCG với rất là nhiều những cái mảng khác nhau. Và với mỗi mảng như vậy nó sẽ có một cái thương hiệu riêng. Nó theo kiểu là Branded Family. Thương hiệu đó thì nó là một cái thương hiệu mẹ, là Master Brand. Nên là cái công việc của em đó chính là làm thương hiệu cho cái thương hiệu mẹ đó nữa, chứ không phải là chỉ làm thương hiệu cho từng cái nhãn hàng sản phẩm riêng của nó. Ở công ty chứng khoán ấy, bạn cũng nói rằng là bạn xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến dịch marketing. Thế thì cái hiệu quả ở đây, con số của nó là cái gì? Hiện tại thì em đã có triển khai một cái chiến dịch liên quan tới việc chiến dịch promotion, kích thích khách hàng mở tài khoản và tăng giao dịch, tăng về việc cho vay. Thì hiện tại thì chiến dịch cũng đang triển khai và cho đến nay thì khoảng hơn một tháng thì nó đã đem lại được hơn 1.000 lượt mở tài khoản, cũng như là giúp làm gia tăng cái lượt doanh thu phí. Thật ra thì chia sẻ thêm thì cái mảng này nó sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường, biến động của thị trường. Nên là nhiều khi là có thể là mình làm triển khai những chiến dịch đó, tuy nhiên thị trường hôm nay nó downtrend và nó không có được thanh khoản cao, thì đâu đó doanh thu về phí, về cho vay và số lượng mở tài khoản của mình nó cũng sẽ bị tác động. Thường những cái chiến dịch marketing ấy là em là người đưa ra ý tưởng hay là em là thực thi cái ý tưởng? Thường thì em sẽ đóng vai trò là người đưa ra ý tưởng nhiều hơn. Vâng. Thực thi thì sẽ có một team đang cùng em phối hợp triển khai cái việc đó. Vâng. Tôi có cảm nhận rằng ứng viên của chúng ta là người sáng tạo về ý tưởng nhiều hơn và đưa ra các ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông nhiều hơn là việc trực tiếp trong cái việc là kiểm soát về số lượng hay là triển khai. Khi em đưa về cái lĩnh vực công việc đấy thì khiến cho các sếp có thể đang hiểu nhầm và các sếp đưa ra những cái câu hỏi nó lại quá cụ thể vào vấn đề là con số rồi hiệu quả. Trong khi là nếu như cái ý tưởng của em mà đã được duyệt thì chứng tỏ là nó phải có tác dụng, nó phải mang lại giá trị cho doanh nghiệp hay là gì đấy thì lãnh đạo mới có thể duyệt cái ý tưởng truyền thông đấy. Branding mà chỉ làm một brand thôi là đã hết hơi rồi, tụi em liệt kê nhiều brand quá. Anh hỏi là cái trưởng bộ phận marketing và truyền thông này là tức là người đứng đầu rồi đúng không? Dạ không phải là trưởng phòng mà nó là trưởng một team trong phòng mà. Tức là trong phòng marketing thì nó có nhiều bộ phận khác nhau. Thì hiện tại em đang lead một team trong một bộ phận ở trong phòng marketing. Là phụ trách marketing và truyền thông. Ngoài ra thì còn có thương hiệu. Và hiện tại em đang cầm luôn cả hai vị trí ở bên phòng, đó là vừa marketing và truyền thông luôn. Tức là đang trống vị trí trưởng phòng hả? Thế thì ở vị trí mà trưởng bộ phận á, thì ở đây anh thấy em có marketing, có quan hệ báo chí, có truyền thông thương hiệu, rồi truyền thông nội bộ nè, đúng không? Dạ.
Thế khi em nhận một cái ngân sách xong rồi em làm thì em sẽ phải trả lời là cái hiệu quả của nó như thế nào, đúng không? Thì em đánh giá hiệu quả làm sao? Bên PR thì bên quan hệ báo chí thì em đã có triển khai một chiến dịch, và hiện tại thì cái thương hiệu của em đang nằm trong top 2 của những thương hiệu mà được nhắc nhiều nhất trên cái kênh báo chí. Hoặc là những cái tin em thường sẽ đo lường về theo số lượng tin tức mà được đề cập hàng ngày của mình, xem là cái thương hiệu của mình nó được cái media value, cái giá trị media của nó được bao nhiêu, và cũng như là cái số lượng tích cực hay tiêu cực. Nãy giờ nghe em chia sẻ thì cũng khá là nhiều, nhưng mà anh nhìn vào cái CV của em á thì anh thấy là em ở hai cái công ty cũ cũng làm cái bộ phận marketing truyền thông, rồi bây giờ em lên đây em cũng tuyển dụng, em tìm cái vị trí đó. Thì thật ra anh muốn hỏi kỹ hơn là thật ra em đang tìm kiếm cái điều gì, tại sao em không ở lại các công ty cũ em làm mà em lại tìm kiếm cơ hội ở công ty mới? Thực ra thì em đang tìm kiếm một cái vị trí quản lý để có thể quản lý được một cái team lớn và ở cả hai mảng luôn. Tại vì những tất cả những cái mảng mà em có liệt kê thì em cũng đã có kinh nghiệm làm việc qua rồi. Vậy thì tại sao em không cố gắng phấn đấu ở công ty cũ của mình để có thể chứng minh năng lực và giành được cái vị trí quản lý đó, mà lại em lại đi tìm kiếm vị trí quản lý đó ở một công ty mới? Em làm việc ở đó cũng được 3 năm và cảm giác là cái cơ hội mình phát triển thêm nó không còn. Ngoài ra thì cũng có những cái vấn đề trong công việc em cảm thấy là nó chưa có phù hợp. Nhưng mà nếu vì bản thân em năng lực chưa đủ, chưa lên được vị trí quản lý mà em tìm vị trí quản lý ở công ty mới thì liệu có bất công cho công ty mới không? Em nghĩ là mình có đặt ra một cái mục tiêu và mình sẽ phấn đấu nỗ lực thôi. Tôi nghĩ là ứng viên của chúng ta thì có thể về chuyên môn công việc cũng có thể trong một cái khoảng thời gian ngắn chưa có thể trao đổi được hết cùng với lại các sếp. Nhưng mà với công việc các bạn đang làm thì cũng có thể thấy là nó cần đến nhiều cảm xúc. Qua những cái đam mê rồi qua những phần thể hiện của mình thì cái phần cảm xúc ấy nó cũng được bộc lộ. Nó cũng là một cái tố chất cần thiết cho công việc của bạn ấy. Và xin mời các sếp hãy cho biết lựa chọn màu đèn của mình sẽ là gì. Hiện nay đã có 2 đèn đỏ đến từ sếp Hiếu và sếp Dũng, thêm 2 đèn đỏ nữa đến từ sếp Lan và sếp Trí. Vâng, như vậy là cả 6 đèn đã đều là đèn đỏ. Có thể là ngày hôm nay bạn đến đây để tìm kiếm một cơ hội, nhưng mà rất tiếc là những gì mình thể hiện chưa phù hợp với lại những vị trí mà các sếp đã mong muốn. Chúng tôi cũng rất muốn bật mí với lại các sếp cũng như là quý vị khán giả về mức lương kỳ vọng của bạn Nam, kỳ vọng cho vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Xin mời mức lương kỳ vọng. 29.091.997 đồng. Anh tin là với những gì em thể hiện thì em chỉ còn thiếu một tí thôi. Đó là những con số, là những con số có thể thuyết phục được những vị sếp rất dễ tính nhưng cũng rất tỉnh táo của chương trình Cơ hội cho ai. Tôi nghĩ là nếu như mình có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là chuẩn bị những con số, những cái kết quả mà mình đã đạt được trong công việc thì sẽ dễ dàng thuyết phục các sếp nhiều hơn. Ban đầu thì tôi đến với cuộc thi này không đặt nặng bất cứ một cái vấn đề là mình phải đạt được sếp nào lựa chọn hoặc là có một cái offer tốt để mà mình có một cái cơ hội việc làm. Việc mà 6 sếp không chọn thì tôi nghĩ ở đây có thể là mình chưa phù hợp hoặc là mình chưa có cơ hội để mình thể hiện được hết tất cả những kinh nghiệm kiến thức của bản thân mình thôi. Tôi nghĩ là mình sẽ có những cái bài học từ chương trình này và nó sẽ phù hợp hơn trong tương lai với những cơ hội khác. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Vâng. Xin mời em. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay ạ. Vâng. Ngay bây giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên Nguyễn Phúc Lộc và Trần Tuấn Anh. Phúc Lộc có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò là quản lý nhân sự. Tuấn Anh đạt được một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh. Khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện là chủ đề mà hai ứng viên sẽ phải tranh biện. Gói gọn nó ở trong 5 chữ sau: tâm, tầm, chi, trí và tin. Lãnh đạo đầu tiên phải có tố chất. Lãnh đạo là cần phải tự rèn luyện. Một người lãnh đạo cực phẩm thì thực sự phải là sở hữu 2 thái cực trong một tư duy. Cái khả năng bẩm sinh đôi khi nó chỉ có 1% thôi, và 99% là luyện. Trời chỉ sinh được tố chất lãnh đạo thôi chứ trời không sinh được khả năng lãnh đạo. Còn anh vẫn không phủ nhận tất cả những điều mà các sếp nói, anh chỉ đang chỉ cho em cái mánh để khi mà mình làm tranh biện. Ứng viên nào sẽ tỏa sáng, được chạm tay vào chiếc vali có 102 của chương trình và giành được đãi ngộ tốt từ các sếp? Hãy cùng đón xem. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón cặp thí sinh tiếp theo bước vào vòng đối mặt. Nguyễn Phúc Lộc, 33 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành kinh doanh bán lẻ theo chuỗi, đạt giải nhân viên xuất sắc năm 2021 tại một công ty về nội thất.
Mục tiêu của tôi khi tham gia chương trình Cơ hội cho ai, tôi muốn tìm kiếm một cái vị trí công việc mới có thể thử thách tôi hơn cho con đường sự nghiệp của mình. Với những cái kiến thức và kinh nghiệm của tôi đã tích lũy được, tôi tự tin rằng mình có thể thuyết phục được các sếp. Trần Tuấn Anh, 27 tuổi, đến từ Hà Nội. Tốt nghiệp ngành Việt Nam học tại Đại học Văn hóa Hà Nội. 5 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí, đa cấp bậc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ thời trang, du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ. Năm 2020, đạt giải nhân viên kinh doanh xuất sắc tại một công ty về du lịch. Năm 2022 là nhân sự tham mưu, đóng gói thành công quy trình bán hàng, lộ trình thăng tiến cho phòng kinh doanh tại nơi làm việc. Tham gia chương trình Cơ hội cho ai là một cơ hội tốt để tôi có thể thỏa đam mê của mình và được đứng trên sân khấu, thể hiện quan điểm của mình cũng như là những định hướng và ý chí, năng lực của bản thân. Thông qua chương trình, tôi mong muốn mọi người sẽ có được cái nhìn đa chiều về bản thân mình, không chỉ là một người trẻ với nhiều tham vọng mà còn là một người trẻ với đầy tính kiên trì, đang cố gắng thực hiện các mục tiêu tự bản thân mình đặt ra ở trong cuộc sống. Em xin chào các đại các sếp. Em tên là Nguyễn Phúc Lộc. Em có hơn 7 năm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực về bán lẻ. Và ở trong 7 năm đó thì em tích lũy được hơn 5 năm kinh nghiệm ở vị trí là quản lý. Cũng như bao bạn trẻ thôi, em cũng dành nhiều thời gian để mà em có thể định hình được đâu là điểm mạnh của mình, đâu là cái con đường phát triển sự nghiệp mà mình sẽ phải theo đuổi và mình thăng tiến. Em đã tốn rất là nhiều thời gian để mà em nhận ra được điều đó. Và cuối cùng thì em cũng nhận ra được cái con đường về quản trị chính là cái con đường sự nghiệp mà em sẽ phát triển được. Hôm nay tới với chương trình Cơ hội cho ai thì em mong muốn tìm kiếm được một vị trí thử thách cái năng lực của em ha, để cho em có thể hoàn thiện được mình hơn. Và ở vị trí đó thì em có thể học được những cái điều mới để cho cái con đường sự nghiệp của mình đúng theo những cái gì mà em đã đặt mục tiêu ra. Em xin gửi lời chào tới các sếp và anh MC Tiến Dũng. Em là Trần Tuấn Anh. Em đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí, đa cấp bậc trong lĩnh vực bán hàng với rất nhiều sản phẩm và các ngành nghề, công nghệ, du lịch nghỉ dưỡng, thời trang. Được đánh giá là một người khá là đa di năng, kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, thì em thấy đây cũng là một điểm mạnh của mình. Và thời gian rảnh thì em còn là một MC tự do để có thể trau dồi thêm các kỹ năng mềm của bản thân. Đến với chương trình Cơ hội cho ai, em mong muốn tìm kiếm một vị trí là chuyên viên kinh doanh cấp cao tại doanh nghiệp của các sếp. Và nếu có cơ hội được mở rộng thêm, em cũng có mong muốn được tiếp cận với các vị trí liên quan đến đào tạo và truyền cảm hứng, truyền động lực. Em xin được chân thành cảm ơn các sếp ạ. Ngay sau đây sẽ là chủ đề của phần đối mặt. Xin mời. Theo bạn, khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện? Hệ thống đèn của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên ra một ứng viên sẽ trình bày quan điểm của mình đầu tiên. Xin mời. Như vậy là bạn Trần Tuấn Anh sẽ là người trình bày quan điểm đầu tiên. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Theo em, khả năng lãnh đạo là phụ thuộc và rèn luyện là đa số. Bởi vì theo nguyên tắc 80-20, chúng ta đều được biết 80% những người lãnh đạo sẽ xuất phát từ rèn luyện và 20% sẽ là từ bẩm sinh. Kể cả là do bẩm sinh, do trời sinh đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải rèn luyện để có thể có thêm được nhiều các cái yếu tố khác để có thể trau dồi thêm bản thân và khả năng toàn diện của mình. Và cũng giống như việc là ca sĩ ạ, ca sĩ đâu chỉ cần có mỗi một giọng hát mà nó còn cần có rất nhiều các yếu tố khác để có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và lấy được sự ủng hộ từ công chúng. Và yếu tố lãnh đạo cũng vậy, khả năng lãnh đạo sẽ là tổ hợp của rất nhiều các yếu tố và kỹ năng khác nhau. Còn một yếu tố rất quan trọng nữa để có thể tạo nên một người lãnh đạo và có khả năng lãnh đạo toàn diện, đó chính là yếu tố về thời điểm. Khi mà bạn được đặt vào đúng thời điểm, đúng vị trí thì tài năng cũng như năng lực của bạn sẽ có thể phát triển và phù hợp với tất cả các doanh nghiệp mà các sếp đang mong muốn ạ. Cái vấn đề là kỹ năng thì mình có thể rèn luyện được. Còn một khả năng khác mà rất cần tố chất của một người lãnh đạo, đó là khả năng mà dám hy sinh vì người khác. Thì bạn nghĩ cái yếu tố đó nó có ảnh hưởng như thế nào? Cái 20% về bẩm sinh này, nó chỉ chiếm một con số rất nhỏ. Và cái quan trọng nhất là nếu mà là bạn là một người đã có rèn luyện và bạn có thêm được các cái nhân tố bẩm sinh nữa thì nó sẽ là một cái sự phát triển toàn diện. Em không phủ nhận là khả năng lãnh đạo không có từ bẩm sinh.
Vâng. À, ok. Và tiếp theo sẽ là phần trình bày của bạn Phúc Lộc. 2 phút bắt đầu. Thì đầu tiên thì em cùng quan điểm với lại chỗ của bạn Tuấn Anh. Cái khả năng lãnh đạo cần phải sự kết hợp giữa rèn luyện và bẩm sinh. Tuy nhiên thì đối với em thì cái yếu tố bẩm sinh đây thì nó chỉ là một cái điểm cộng thôi. Chứ nó không phải là một cái điều kiện tiên quyết để giúp cho một người có thể sản sinh ra khả năng lãnh đạo. Tại vì yếu tố lãnh đạo nó kết hợp bởi nhiều yếu tố. Một bạn có thể bẩm sinh là có cái tố chất đó nhưng mà bạn không có sự rèn luyện. Giống như là bạn đã bỏ qua những cái tài năng đó của bạn đã được thiên phú rồi. Thì dĩ nhiên nó cũng sẽ không giúp ích cho bạn có thể phát triển được hơn trong khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên mà một người không có thiên phú mà có mong muốn trở thành một người lãnh đạo thì hoàn toàn có thể qua học tập, rèn luyện và trải nghiệm thực chiến. Từ đó tích lũy kinh nghiệm và biến thành những cái kiến thức của cá nhân mình. Và em được biết thì có rất là nhiều nhà lãnh đạo xuất chúng như là các sếp, ví dụ anh Trí, thì hầu như đều có một cái điểm chung là có một quá trình tích lũy kinh nghiệm và học hỏi liên tục. Và em nghĩ là tới hiện tại các sếp vẫn đang không ngừng cái việc học tập và rèn luyện cho mình tốt hơn mỗi ngày. Nếu một người được trao cho rất nhiều cơ hội, được trao cho cả một quá trình đào tạo rất bài bản để có thể có cơ hội được phát triển, tuy nhiên bản thân họ lại là một người nhút nhát và không muốn đứng ra trước tất cả mọi người, không muốn show off lên cái tôi cá nhân của mình, vậy thì người đó có lãnh đạo được không ạ? Nếu mà nhận ra được vấn đề đó thì mình không nên trao cơ hội, có nghĩa là mình nên trao cơ hội cho người khác nó phù hợp hơn. Thực ra mình nghĩ lãnh đạo đầu tiên phải có tố chất, nhưng mà có tố chất không thì không đủ, cái lúc đấy phải có sự rèn luyện. Nhưng mà người không có tố chất thì rất là khó thành lãnh đạo. Cũng giống như một cái cầu thủ giỏi phải có năng khiếu. Chứ bảo cái anh mà không năng khiếu mà thành một cầu thủ vĩ đại không có. Tôi rất đồng ý với quan điểm của hai bạn, là đều đồng ý rằng lãnh đạo là cần phải sự rèn luyện. Tôi muốn hỏi bạn Tuấn Anh, nhà lãnh đạo toàn diện là người phải có những kỹ năng gì? Đối với em, lãnh đạo là một người thủ lĩnh luôn luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, luôn luôn hy sinh với tất cả những thế hệ, những nhân viên của mình đang đồng hành cùng với mình. Và quan trọng nhất em gói gọn nó ở trong 5 chữ sau, đó chính là tâm, tầm, chi, trí và tin. Tất cả những cái yếu tố này sẽ tạo nên một người lãnh đạo toàn diện. Và trong thời điểm hiện tại, bản thân em cũng đang trau dồi và mong muốn được học hỏi thêm các kinh nghiệm. Em tự đánh giá và cũng như mọi người cũng đánh giá là em một người có thể mang lại niềm tin. Nó giống như một luật hấp dẫn, khi chúng ta tin vào một điều gì đó và chúng ta truyền được cái động lực đó tới tất cả mọi người thì các cái kỹ năng còn lại chúng ta sẽ có thể cùng nhau trau dồi và cùng nhau phát triển được nhiều hơn ạ. Còn Lộc thì cho rằng là người lãnh đạo là phải hy sinh vì người khác. Thì cái hy sinh vì người khác đấy, đối với bạn, đấy là phẩm chất hay là kỹ năng? Em thường hay chia sẻ với nhân viên của mình về những cái mục tiêu của chính em. Và thì em đã khuyên hai bạn nhân viên rất là xuất sắc của em luôn: thôi việc đi. Trong quá trình mà em tích lũy được kinh nghiệm em làm việc với bạn đó, thì bạn một cái công việc khác ở một vị trí khác nó sẽ phù hợp hơn với chính bạn so với là công việc hiện tại mà bạn đang làm. Và em phải chấp nhận cái việc là em phải tuyển dụng một người mới, một người mà em phải tốn công sức để em đào tạo lại mà chưa chắc gì có thể đạt được cái kết quả giống như là nhân viên hiện tại mà đang theo team của em. Và em phải cố gắng bỏ qua cảm tính để mà nhìn ra xa hơn cho cái mục tiêu của bạn. Và tới bây giờ luôn thì nó vẫn là cái kim chỉ nam cho cái việc em dùng người. Trước khi mà anh có câu hỏi, anh phải làm đúng lại cái thông tin mà Tuấn Anh đưa ra từ đầu á. 80-20, 80 rèn luyện, 20% bẩm sinh á. Cái quy tắc mà em đang nói là cái quy tắc Pareto nó không có áp dụng như thế. Quy tắc Pareto á, là nó áp dụng là 80% kết quả là được tạo ra bởi 20% nguyên nhân. Ví dụ như em nói trong trường hợp là 80% doanh số là đến từ 20% nhân viên của em, đúng không? 80% GDP đất nước này đến từ 20% tỉnh thành. Cái thông tin đó là không đúng. Khi mà mình nói về bẩm sinh với lại rèn luyện á, về lãnh đạo á, thì anh nghĩ là có một khái niệm mà nếu mà mình phân biệt được mình sẽ hiểu rất rõ là lãnh đạo nó đến từ đâu. Cái khái niệm đó nó sẽ hiểu rõ hơn trong tiếng Anh á, một cái gọi là leadership, một cái gọi là management, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý, hoặc là leader và manager khác nhau như thế nào. Vậy thì cái điểm mấu chốt khác nhau rất lớn giữa leadership và management là gì? Lãnh đạo thì sẽ là lãnh đạo về con người, lãnh đạo về tầm nhìn, có nghĩa là sẽ tạo ra sự ảnh hưởng và có những cái đội ngũ kế thừa. Còn quản lý là quản lý về công việc, có nghĩa là người nhà lãnh đạo sẽ phân ra đạt mục tiêu gì và các nhà quản lý sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Quản lý công việc là chính. Còn theo em thì lãnh đạo ở đây có thể hiểu là nó là sự dẫn dắt, sự định hướng cho nhân viên. Còn về quản lý, quản trị đó chính là về mặt tổng thể. Anh cũng làm công nghệ lâu năm thì một là iPhone đúng không? Ai cũng biết là Steve Jobs,
và người bây giờ đang là Tim Cook. Cả hai ông vị trí exactly là same, là cùng như nhau hết. Thì giữa Steve Jobs với lại Tim Cook thì tụi em nghĩ hai người ai là lãnh đạo, ai là quản lý? Đã, người phát minh ra sẽ là người quản trị được hệ thống, còn người leader sẽ là người dẫn dắt. Ở đây thì em nghĩ cả hai nhà sáng lập thì đều có trong mình những tố chất lãnh đạo. Theo em thì cá nhân em thì Steve Jobs sẽ là một nhà lãnh đạo. Tại vì Steve Jobs rút lui về sau thì ông chính là người lựa chọn Tim Cook để mà kế thừa. Thì theo như mà trong cái quyển sách mà Từ Tốt Đến Vĩ Đại đó, thì một nhà lãnh đạo vĩ đại thì sẽ phải tìm được cái nhân sự kế thừa cho mình để mà làm sao cho giúp cho doanh nghiệp nó phát triển được trường tồn. Thì Steve Jobs đã làm được cái điều đó, là tìm được đúng người để mà giúp cho iPhone vẫn hiện tại vẫn có thể giữ được cái vị thế trên thị trường. Anh nghĩ đôi khi cái từ ngữ nó làm cho mình lẫn lộn, nhưng mà cái ý anh muốn chia sẻ là cái điểm mấu chốt khác nhau lớn nhất giữa người lãnh đạo với lại người quản lý là tầm nhìn. Tức là người lãnh đạo sẽ đưa ra một cái tầm nhìn mà làm sao thuyết phục được mọi người khác tin theo và họ làm theo. Còn họ làm theo bằng cách nào, bao giờ xong, ngày nào, giờ nào, làm cái gì, KPI như thế nào là các ông quản lý ông sẽ làm. Thì chúng ta thấy là nếu mà mọi người tin tưởng vào cái tầm nhìn đấy thì mọi thứ nó sẽ đi theo. Thì trở lại là nếu như mà một người sinh ra mà không có một cái gọi là bẩm sinh là muốn thay đổi cái gì đấy, có một cái tầm nhìn gì đấy mà đứng ra kêu gọi mọi người đi theo thì không bao giờ có leader hết. Nên cái yếu tố bẩm sinh là quan trọng. Với nãy giờ tất cả những cái thông tin mà các sếp chia sẻ thì anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà anh có một cái góp ý cho tụi em vậy nè. Thật ra với cái câu hỏi mà khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện á, đa phần tụi em sẽ trả lời cái nước đôi như vậy. Đối với anh nó không phải là câu trả lời ấn tượng. Nếu là anh sẽ trả lời rằng là khả năng lãnh đạo 100% phải là do rèn luyện. Bởi vì trời chỉ sinh được tố chất lãnh đạo thôi, chứ trời không sinh được khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo đó là một cái sản phẩm của cái việc tồn tại trong một cộng đồng hay một xã hội, chứ nó không thể phát sinh từ việc một cá thể tồn tại độc lập và đơn lẻ được. Vậy thì cái tố chất lãnh đạo nó có thể chuyển hóa thành khả năng lãnh đạo chỉ khi nào cái cá thể đó chủ động cảm nhận, chủ động quan sát, chủ động mình điều chỉnh cái năng lực của mình để biến các tố chất đó thành một cái khả năng có thể sử dụng chủ động bất kỳ lúc nào. Vậy thì ở đây nếu mà mình chú ý vào câu từ, tụi em hoàn toàn có thể đưa ra một cái quan điểm mà nó trái ngược với số đông, nhưng tụi em hoàn toàn có thể giải thích được nó. Vậy thì nếu tụi em làm được như vậy á, thì cái phần debate của tụi em, cái phần phản biện, cái phần tranh biện của em nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều, và cái khả năng chiến thắng của tụi em nó sẽ cao hơn. Còn anh vẫn không phủ nhận tất cả những điều mà các sếp nói, anh chỉ đang chỉ tụi em cái mánh để khi mà mình làm tranh biện thôi. Vâng, xin cảm ơn sếp Hữu Tiến. Tôi nghĩ là với phần trao đổi vừa rồi thì cũng đủ để cho chúng ta có thể đưa ra được bình chọn rồi. Xin mời các sếp. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả bình chọn. Xin mời. Vâng, như vậy là 5 trên 7 người bình chọn cho bạn Trần Tuấn Anh sẽ là người đi tiếp, và có 2 trên 7 người bình chọn cho bạn Phúc Lộc. Cảm xúc hiện tại thì chút xíu gì đó là nó không đạt như mình mong đợi thôi. Mình vẫn sẽ tiếp tục theo cái lộ trình thăng tiến của mình mà mình đã chọn thôi. Có thể thì nơi nào có duyên, mình sẽ vẫn tiếp tục. Những cái gì mình cần làm thì mình sẽ làm, và mục tiêu của mình cần đạt thì mình phải cố gắng vì điều đó. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với bạn Tuấn Anh bước vào vòng chinh phục. Thưa quý vị, với việc là giành được 5 trên 7 người bình chọn cho bạn Tuấn Anh, bạn rất xứng đáng để bước vào vòng chinh phục. Nhưng trước khi bước đến phần chinh phục thì bạn sẽ làm một công việc mà bạn đã giành được, đó là nhập mức lương kỳ vọng của bạn vào chiếc vali này. Xin mời bạn. Vâng, bạn đã đếm rồi đúng không ạ? Đúng rồi, đếm rồi. Vâng, bạn có thể ấn chốt. Xin mời em trở lại sân khấu. Đã có một đèn xanh của sếp Hữu Tiến. Vâng, rất phong cách. Dạ, đây là cái kinh nghiệm mà em ngồi em casting một ngày cả 100 thí sinh trong các cuộc thi truyền hình thực tế của em rồi. Có những người em chỉ cần nhìn là em sẽ biết có thể phù hợp để đi sâu vào chương trình của mình hay không. Thì ở đây đối với ứng viên này em cảm thấy bạn có nhiều cái điểm phù hợp với bên em. Ngoài ra ở trong cái phần hoạt động của bạn, bạn còn có là một MC freelancer nữa. Thì em nghĩ không có nơi nào khác ngoài em có thể làm cho bạn tốt hơn. Ở cái việc em lựa chọn ứng viên về với mình, bên cạnh cái việc là bạn ấy có thể làm gì cho mình, thì em nghĩ nhiều hơn cái việc là em có thể làm gì cho các bạn ấy.
Vâng, rất quyết đoán. Bạn đã có ngay một đèn xanh đến từ sếp Hữu Tiến. Ngay từ 30 giây đầu tiên ấy, là chị đã thấy thích em luôn. Là một hình ảnh chuẩn sale luôn. Tức là rất là lịch lãm. Rồi trong cái CV của em ấy, thì em luôn hoàn thành thậm chí là 173% KPI. Cái gì đã làm cho em luôn đạt được cái KPI trong quá trình bán hàng? Cái triết lý trong bán hàng của em là gì? Bản thân em luôn luôn tâm niệm đó chính là khi mà làm sale ạ, cái yếu tố đầu tiên đó chính là chúng ta phải kiên trì. Có rất là nhiều các cái con đường để có thể dẫn đến cái mục tiêu đó. Và em cũng chính là một người thử rất là nhiều con đường để có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Thường là một mục tiêu trong một tháng ạ, em thường chia nhỏ ra trong từng tuần. Và khi mà mỗi cái ngày mà chúng ta làm việc, chúng ta sẽ xem được là cái mục tiêu này nó đang đạt được đến bao nhiêu rồi, đang là đạt được đến như thế nào, để chúng ta có những cái phương pháp trong từng tuần như đó và tìm ra được cái phương án á. Làm sale thì phải thực sự chăm chỉ và chăm chỉ để có được khách hàng tiềm năng. Xong chăm chỉ để làm cho khách hàng tiềm năng hài lòng. Và chăm chỉ để cho khách hàng tiềm năng ủng hộ mình. Vậy bạn có đủ chăm chỉ để trở thành một người sale giỏi không? Không phải tự nhiên mà em đạt được những cái mục tiêu như vậy, và không phải tự nhiên em có được những cái kết quả như vậy. Nếu không chăm chỉ, không đi tìm kiếm khách hàng, không đi mở rộng network, không đi mở rộng mối quan hệ, thì các cái khách hàng của em đến từ đâu ạ? Việc em mở rộng network như thế nào, việc em tiếp cận với khách hàng ra làm sao, và em thay đổi những cái kế hoạch chiến lược khi mà cái quá trình đó nó chưa thực sự work, thì em nghĩ đấy là cái việc mà em đang làm và em thể hiện cái sự chăm chỉ đó trong một công việc và một mục tiêu nào đó. Ngoài vị trí là bạn đào tạo chuyên sâu về sale ấy, thì bạn còn đào tạo thêm những mảng gì khác? Chuyên môn khi mà ở các cái vị trí quản lý thì trong một giai đoạn em có add on thêm một vị trí là chuyên viên đào tạo. Chuyên viên đào tạo ở đây phụ trách là cho các bạn sale. Tuy nhiên sẽ có những cái workshop và những cái chương trình đào tạo mà đào tạo thêm các cái kỹ năng mềm, về ví dụ như là các cái kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng về đặt mục tiêu và các cái kỹ năng về truyền động lực và truyền cảm hứng, thì em cũng đã có đảm nhiệm ở trong cái giai đoạn em có làm chuyên viên đào tạo. Mục tiêu của bạn, bạn mong muốn một vị trí là chuyên viên hay là một vị trí sale cao cấp? Thì em cũng đã có cái cơ hội để làm ở các cái vị trí quản lý, và trong quản lý thì ngoài cái việc hoạch định về doanh số, hoạch định về mục tiêu, thì nó cũng là những cái mang tính chất về đào tạo chuyên môn và đào tạo những cái kỹ năng khác. Thế nên là hai cái vị trí này đều bổ sung cho nhau, nên em vẫn rất là open, mong muốn được có cơ hội để tiếp xúc ạ. Thế khả năng nói tiếng Anh của em thì như nào? Khả năng nói tiếng Anh của em có thể nó ở mức giao tiếp. Tôi có một chia sẻ như thế này là Tuấn Anh nói rằng là Tuấn Anh có trình độ tiếng Anh chỉ ở mức giao tiếp bình thường ấy, thì nó là một cái điểm khá là trừ đối với tôi. Ở cái mức giao tiếp thông thường thì em vẫn có thể cover được. Trong cái giai đoạn này em vẫn đang trong cái quá trình mà tiếp tục học hỏi nhiều hơn. Em nghĩ là đây nó không phải là một cái điểm yếu, mà nó quan trọng là mình nhận biết được cái hạn chế của mình ở đâu. Như vậy là ứng viên của chúng ta đã có 3 đèn xanh để bước vào vòng cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn. Em rất tốt đấy, nhưng mà anh thấy là với cái vị trí này thì anh lại đang có đủ về nhân sự. Sự đa năng đa tài của em sẽ phù hợp với những doanh nghiệp khác hơn, nên anh sẽ nhường cái cơ hội này cho sếp Tiến, sếp Lan, sếp Linh nữa. Vâng. Bây giờ sếp Hiếu rút ra cho hai chị em mình tương tàn, để từ đây về sau mình không nhìn mặt nhau nữa chị ơi. Em đỡ cái sự cạnh tranh với anh Hiếu rồi, nhưng mà trong vòng này thì chị Lan chắc không còn bênh vực em nữa đâu, bởi vì chị Lan fall in love với bạn ngay từ 30 giây đầu tiên rồi. Cho nên là em nghĩ đây cũng sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa em với chị Lan. Là chị Lan á, chị có cái trung tâm dạy tiếng Anh, nhưng mà anh nghĩ cái việc học tiếng Anh á mà nó muốn tốt nhất á là phải có người thường xuyên ngồi nói chuyện với em để em luyện. Thì nếu em muốn học về anh dạy, và anh sẽ nói với em để em luyện được cái điều đó. Em biết là bên Atlantic ấy là có 250 giáo viên và 120 trợ giảng. Em cần bất kỳ lúc nào là có à? Chứ còn ví dụ anh ngồi đây thì làm sao mà em dạy được? Tất cả các bạn vào cái công ty của anh thì anh quan trọng là anh làm được cái gì cho các bạn. Thì anh offer với em một cái vị trí công việc mà em yêu thích. Em thích cái gì anh cho cái đó. Và cái thứ hai, bên cạnh cái việc khai thác em ở cái vai trò của một nhân viên công sở, anh nghĩ anh có thể khai thác em ở cái vị trí của một người làm trong showbiz. Lúc đầu chị rất là ủng hộ Tiến.
Nhưng mà chị thì không đồng quan điểm của người quản lý là design việc theo người. Vâng. Mà mình phải có công việc sẵn và mình phải nhặt những cái ứng viên phù hợp. Vâng. Thì cũng có thể là chị nghe cách chi tiền của Tiến ấy, trên mạng xã hội này nọ, thì chị cũng nghĩ đấy là một sếp phóng khoáng. Vâng. Sẵn sàng tạo việc làm cho bất kể ứng viên nào mà mình thích. Thì với chị là chị muốn offer cho em vị trí leader tư vấn giáo dục của trung tâm Anh ngữ. Tôi sẽ chỉ offer cho Tuấn Anh một vị trí nó khiêm tốn một chút ở giai đoạn đầu tiên, đấy là chuyên viên đào tạo về kinh doanh. Và bạn sẽ lên phải trực tiếp với tôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau trong một khoảng thời gian, và lúc đấy để mà tôi thực sự hiểu khả năng cũng như là sự cầu toàn của Tuấn Anh. Và lúc đó thì bạn có rất nhiều đất để có thể phát triển hơn. Bây giờ chúng tôi cần các sếp cụ thể hóa bằng các con số. Xin mời các sếp nhập mức lương offer vào hệ thống. Thưa quý vị, các sếp đã đưa ra mức lương offer và bây giờ sẽ là mức lương kỳ vọng của Tuấn Anh. Xin mời quý vị. $18,686,868. Và sau đây chúng ta sẽ đến với các offer của các sếp. Xin mời. $15,000 đó là đến từ offer từ sếp Vũ Linh với vị trí là chuyên viên đào tạo bộ phận kinh doanh. Nhưng mà rất tiếc nó lại không phải là mức lương bằng hoặc là cao hơn với lại mức lương kỳ vọng của bạn. Xin mời offer tiếp theo. $18,888,888. Đó là mức offer đến từ sếp Hữu Tiến và vị trí đó là trợ lý giám đốc trưởng phòng kinh doanh. Và lưu ý là có thêm cả kèm tiếng Anh 1-1 trực tiếp từ vị trí sếp Hữu Tiến. Vâng, tôi vẫn nhớ vụ này nên là bạn không bùng được việc đấy đâu. Và đã có một offer cao hơn mức lương kỳ vọng rồi, chúng tôi thấy thoải mái tinh thần rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn một offer nữa. Xin mời offer tiếp theo. $20,000. Vâng, đấy là offer đến từ sếp Lan, leader tư vấn giáo dục. Sếp Lan rất quyết tâm vụ này. Như vậy là có 2 offer cao hơn mức kỳ vọng của bạn. Rồi, bây giờ em sẽ có cơ hội được trao đổi lại với 2 sếp có mức lương cao hơn mức kỳ vọng. Đó là sếp Tiến và sếp Lan. Xin mời em. Cho em xin phép được hỏi sếp Tiến ạ. Thì hiện tại là mình sẽ làm việc trực tiếp ở Hà Nội hay là Hồ Chí Minh ạ? Anh nói một tí xíu về cái mức lương này. Thực ra là khi mà anh để cái số 188888 này đó, nó hơi khác với cái kỳ vọng của em là 86 là phát lộc. Anh nghĩ em đang trong cái giai đoạn cần được khai thác tiềm năng và phát triển toàn diện, cho nên nó chỉ toàn là phát thôi chứ chưa có lộc ở giai đoạn này. Còn về vị trí á, anh để chữ sẹt đó có nghĩa là trợ lý giám đốc hoặc trưởng phòng kinh doanh hoặc bất cứ cái vị trí nào mà em muốn như là anh đã offer từ đầu. Bởi vì anh nhìn thấy được trong em còn nhiều cái tiềm năng có thể khai thác được. Cho nên bây giờ mà ấn định em vào một cái vị trí nào đó và bắt em phải làm đúng cái đó thôi thì anh nghĩ là thiệt thòi của em. Bên cạnh cái việc mà học kèm tiếng Anh đi chẳng hạn, thì em sẽ còn được học cùng cái lớp học với các bạn quán quân của các chương trình truyền hình thực tế của anh. Mà lớp đó cũng là anh đứng lớp dạy. Và dạy cái gì? Dạy cái kỹ năng ăn nói, dạy kỹ năng tư duy phản biện và dạy cái cách em lập trình cái cuộc đời của mình, cái cách em sắp xếp cuộc đời và cái tham vọng của em như thế nào để em có thể đạt được nó một cách sớm nhất và khoa học nhất. Tuy nhiên, đúng như cái vấn đề anh cũng đang lo ngại, đó là làm với anh thì hiện tại phải làm ở Hồ Chí Minh chứ anh chưa nhận làm ở Hà Nội. Dạ vâng. Mình đã có sẵn team để quản lý chưa ạ? Hay là em sẽ cần phải có thêm việc là mình sẽ tuyển quân và cũng như là hỗ trợ các bạn về sau? Hiện nay là khi chị đưa em vị trí leader thì có thể em sẽ tuyển đội ngũ cho em, hoặc là em có thể sử dụng đội ngũ có sẵn. Còn tất nhiên là khi vào một sản phẩm mới thế này thì em sẽ phải được đào tạo rất là chuyên sâu và bài bản trong vòng 1-2 tháng.
Cho em hỏi sếp Tiến thêm một câu nữa. Đó chính là với mức offer này thì em thấy là có thêm các cái đãi ngộ khác ở phía dưới. Hiện tại đang base ở Hà Nội, nhưng nếu phải chuyển vào Sài Gòn để đồng hành cùng với sếp thì các cái phần hỗ trợ này có bao gồm về phần hỗ trợ nhà ở, là nhà ở không ạ? À, em yên tâm, nếu em vào thì em sẽ ở cùng nơi ở với các bạn quán quân và talent bên anh, vẫn còn phòng trống cho em. Nếu như em muốn an toàn thì cái offer của chị Lan cho em rất an toàn. Nhưng theo góc nhìn của anh, nếu như em muốn là from zero to hero ấy, thì nên về với đội của anh Tiến. Anh cảm nhận nó sẽ là một cái bước đột phá. Cảm ơn anh. Đây, xin lỗi chị Lan. Không, đây là cái cảm nhận rõ ràng em nhìn thấy yếu tố đó. Anh thấy em với Tiến nó có một cái gì đấy nó cũng hào hào nhau. Anh không biết là em đang quyết định thế nào, nhưng mà để anh cho em thêm một cái thông tin nữa. Lẽ ra cái này là cái thông tin mật mà anh không có được phép lòi ra ngoài. Nhưng anh muốn nói cho em biết là sắp tới anh có một cái dự án kinh doanh với một ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Và với dự án đó sẽ được thành lập một công ty mới để mà thực hiện cái dự án đó với những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam cùng với cái ngôi sao hàng đầu đó và đưa sản phẩm đó ra quốc tế. Nếu em về và trong thời gian 3 tháng này em học đủ để có thể đủ năng lực, anh sẵn sàng bổ nhiệm em vào vị trí giám đốc của công ty mới đó. Phải công nhận là thông tin của anh Tiến mật thật. Anh ấy chỉ công bố với hàng triệu khán giả thôi. Nhưng em lưu ý này nhé. Golden Chance. Tôi biết sếp Tiến rất quyết tâm trong vụ này, nhưng sếp Tiến thông cảm, ngồi đợi một chút. Bây giờ sẽ là cuộc điều 1-1 giữa sếp Lan và bạn Tuấn Anh. Chỉ trừ trường hợp là điều này không thành công thì sếp Tiến mới có cơ hội. Vâng, xin mời sếp Lan. Chị muốn ngăn chặn cho bạn ấy một cái sự mạo hiểm quá sức với bạn ấy. Và chính vì vậy mà chị muốn bấm nút vàng để bạn ấy về vùng an toàn. Với những cái sự bất ngờ như thế này thì tất cả cái định hướng ở trong đầu em hiện tại nó tan biến sạch. Với cơ hội mà chị Lan dành cho em rất là trân trọng và biết ơn. Bây giờ em phải lý trí hơn rất là nhiều. Với cái mức lương này nó đang là mức lương khởi điểm, đúng không ạ? Hiện nay là mức lương này là mức lương của vị trí này. Và ngoài ra thì em sẽ còn có hoa hồng và thưởng theo doanh thu. Và nếu mà em lại rời được vị trí này để lên các vị trí cao hơn, hoặc là lại di chuyển khỏi cái trung tâm Anh ngữ để sang giám đốc sale của các lĩnh vực khác trong tập đoàn, thì hoàn toàn có những mức lương cao hơn nhiều. Em sẽ đưa ra quyết định của mình ngay bây giờ ạ. Em rất trân trọng những gì mà chị Lan đang dành cho em, cũng như các cái cơ hội nghề nghiệp trong thời gian tới. Và bên cạnh đấy thì cái offer của anh Tiến cũng là một cái offer sẽ là một cái hướng đi rất là khác. Em xin phép. Xin chào chị Lan ạ. Xin chúc mừng sếp Lan. Vâng. Xin chúc mừng sếp Lan. Như vậy là Golden Chance, cơ hội vàng đã đạt được thành công. Chị đã gạt thành công sếp Tiến ra khỏi cuộc đua này và giành được ứng viên mà chị đã có ấn tượng nhất trong 30 giây đầu tiên. Xin chúc mừng sếp Lan. Vâng. Và cũng chúc mừng Tuấn Anh. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nghi thức ký thỏa thuận hợp tác. Tôi bấm nút vàng để đưa bạn một cái cơ hội tại Atlantic, nơi đấy bạn ấy có thể phát triển bản thân, sự nghiệp an toàn và dễ dàng thành công. Tôi đã có rất là nhiều năm làm trong lĩnh vực sale rồi, và cái quan trọng nhất của nghề làm kinh doanh đó chính là giữ chữ tín. Và với những offer của sếp Lan đưa ra và lại đặc biệt thêm một cái cơ hội vàng nữa thì cảm xúc lúc đấy rất là phân vân. Em rất xin lỗi sếp Tiến, và nếu có cơ hội đồng hành trong thời gian tới thì vẫn rất sẵn lòng. Thưa quý vị, với một cơ hội vàng được tung ra, chúng ta đã có một cái kết bằng vàng đúng nghĩa, và sếp Lan đã tìm được một ứng viên hết sức ưng ý, và bạn Tuấn Anh
cũng tìm được doanh nghiệp yêu thích của bạn. Thưa quý vị, chương trình Cơ hội cho ai ngày hôm nay của chúng ta đến đây khép lại. Các bạn đừng quên rằng số tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 20:30 thứ 6 trên VTV3. Còn bây giờ thì xin trân trọng cảm ơn các sếp đã đến đây để trao cơ hội. Xin cảm ơn các bạn ứng viên và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong thứ 6 tuần sau. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa 5 phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment. Freelancer, làm việc tự do, đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Theo bạn, đây sẽ là xu hướng việc làm của Việt Nam hay chỉ là trào lưu? Em mong muốn mang đến những cái sáng kiến, giải pháp. Thực sự là em muốn thử sức mình với bản thân, chứ không phải là mục đích chính của em đến nay PR cho bản thân mình ạ. Chúng ta phải chân thật với chính bản thân chúng ta. Nửa cái bánh mì thì vẫn là cái bánh mì, còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Công việc của freelancer là chỉ đạt được tự do của cá nhân thôi, chọn những công việc mình thích làm, nhưng các bạn sẽ thất nghiệp. Có trong trường hợp nào mà sếp không sai không? Nếu nhân viên mình nghỉ việc, sếp và cả nhân viên đều phải là ngồi xem lại mình. Nếu như mà nhân viên không nghỉ việc thì anh mới cần phải xem lại mình. Anh nghĩ 100% là sếp sai hết á.